chấm thi. Phước Bình vô lê vào, một cú vô lê của C97 và bàn thắng thứ hai dành cho anh. Hello anh em, nay mình lại có một trận banh sân 7 cùng với một số nhân vật đặc biệt. Hôm bữa thì mọi người có đã xem Đinh Thành, Khánh Bèo, Kim Messi rồi đúng không? Nay ngồi kế mình có thêm Tân Owen. Trời ơi, sao toàn là những ngôi sao bóng đá không nhỉ? Xa xa vẫn nhân vật quen thuộc Kim Messi. Xa hơn nữa đó là Khoa Cu To. Cu to thủ môn Cu To chứ không phải là cu cái gì nha, cái gì nó to đâu nha. Đó, mấy anh em lại hội tụ ở đây để có một trận thi đấu sân 7 vào buổi tối, giải trí lấy mồ hôi và cùng một số nhân vật nữa. Các nhân vật nữa thì chưa tới, mọi người cùng chờ xem nhé. Nghe nói tối nay còn có cả Khánh Bèo nữa. Nay thi freestyle được đá với Owen, Messi, Cu To, Khánh Bèo. Trời ơi, toàn là hàng hot của thị trường chuyển nhượng bóng đá thế giới không à. Còn không biết ở thị trường chuyển nhượng bóng đá hàng phủi Sài Gòn thì như thế nào rồi. Cái đầu tiên thì nói là hàng quốc tế các bạn, còn này hàng Việt Nam không biết chất. Hàng made in Việt Nam, local local brand. Hàng kia là hàng châu Âu quốc tế, còn đây hàng made in Việt Nam. Sản xuất ở Việt Nam, sản xuất ở Việt Nam. Này không biết ta kêu là SF1 hay là SF không biết là FS mấy nha mấy anh em. Đó, các bạn nghe tiếng của ai sau lưng mình rồi đó. Hello các bạn. Một sự xuất hiện mới, Khánh Bèo. Ở sau lưng mình sẽ còn một nhân vật nữa, đó là Evin Ronaldo Béo. Không biết hôm nay Ronaldo Béo có làm thủ môn hay không? Đó là câu hỏi. Ronaldo Béo còn làm thủ môn nữa. Cầu thủ áo vàng đang bước đi này là Chat97, chủ nhân của MV Lay La Lay đang top trending trên YouTube mấy hôm nay đây này. Còn đây là Chris Devil Gamer với chiếc áo số 7 như Cristiano Ronaldo. Mấy anh em đang hợp để chia đội hình xuất phát cho trận đấu này. Vì đội hình khá đông nên quyết định sẽ để Minh Thơ và Phúc Nguyễn sang đá đội đối thủ cho nó cân bằng. Một cú đặt lòng ngay góc của Chris Phan không cho Khoa Kustoy một cơ hội nào. Rồi, đội xuất phát sẽ là Trọng Thi, số 11, Chat 97, Chris Phan, áo số 7, Kim Messi, số 21, Khánh Bèo, không có số, Tân Owen và thủ môn Khoa Cu Toi. Rồi, trận đấu bắt đầu. Khánh Bèo, Tân Owen, Chat 97, đảo chân rất khéo giống như phong trào. Kim Messi, Tân Owen, bóng được chuyển về giữa cho Chat97. Ném biên lên bên Kim Messi, chuyển dài Trọng Thi, làm gì đây, trở về tuyến hai dứt điểm không được. Cú sút không chính xác của Chat97. Kim Messi, chuyển dài Chris Phan nhận được bóng rồi. Có vẻ là một tình huống va chạm giữa Chris Phan với cầu thủ số 11 bên đội áo cam. Có vẻ Chris Phan đang bị đau ở phần vai phía bên tay trái. Wow, trận đấu mới bắt đầu mà Chris Phan đã bị đau rồi. Trọng Thi, Tân Owen, chuyển vào trung lộ, Chat97, một pha vẫy ngoài, cú dứt điểm khá nhẹ của Trọng Thi. Ngọc Lành, lúc này Ngọc Lành đã vào thay thế vị trí của Chris Phan. Khánh Bèo, Chat97, Kim Messi, dứt điểm không vào. Một cú dứt điểm của
Z97 bóng đi đến chân của Trọng Thi nhưng cú kết thúc cuối cùng lại đi lên trời. Trọng Thi chuyển cánh Ngọc Lành, Kim Messi sút không vào, bóng bay đúng vị trí của thủ môn. Kim Messi lấy được banh rồi, Trọng Thi chuyển ngược vào trong, dứt điểm không vào. Một cú dứt điểm của Kim Messi, bóng đi ra ngoài. Phản công cho cầu thủ áo cam Minh Thơ, không vào, bóng trúng sang ngang. Và sau tình huống vừa rồi, Minh Thơ có vẻ đang rất đau. Lùi về xích đi anh ơi, lùi về đi, lùi về, lùi về đi. Thanh Bèo lên bên Ngọc Lành, Kim Messi cú đá ngang không thành công của Kim Messi. Ngọc Lành, Thanh Bèo và Riston rất hay. Ngọc Lành, Messi chỉ ngang cho Z97 và một bàn thắng không thể dễ dàng hơn của Z97. Rất nhẹ nhàng. Ngọc Lành, Kim Messi không vào, một pha cản bóng trên vạch vôi các thủ áo cam. Kim Messi đang tỏ ra rất tiếc với một pha phối hợp cùng với Trọng Thi. Tô Wen, Thanh Bèo lên banh ở phía cánh trái. Trọng Thi phất banh, vô lê vào, một cú vô lê của Z97 và bàn thắng thứ hai dành cho anh. Một cú vô lê rất hay. Phản công cầu thủ áo cam không vào. Trọng Thi không lấy được banh. Giờ Tân Owen, Z97 đảo chân, bóng tới chân của Kim Messi. Trọng Thi trả về cho Tân Owen, không có cú dứt điểm. Kim Messi làm gì đây, hứa lòng, một bàn thắng tuyệt vời của Kim Messi. Thủ môn chỉ đứng nhìn quả bóng bay vào lưới. Quá hay. Trọng Thi, Kim Messi chuyền lên cho Z97. Làm gì đây? Vẫn là Trọng Thi. Kim Messi dứt điểm không vào, bóng đi chết khung thành. Phối cú tồi, Kim Messi chuyền dài, bước một Trọng Thi vào, cú chích mũi của Trọng Thi và một bàn thắng dành cho anh.
Chết 97. Rất khéo léo, Kim Messi. Vẫn là chết 97. Chuyển ngang. Lộc number 10, dứt điểm, chúng xa ngang. Vẫn là Lộc number 10. Kim Messi. Chết 97. Chuyển ngang, không được. Tiếp tục cú dứt điểm của chết 97 và bàn thắng rất hay. Phản công khu áo cam. Dứt điểm, không vào. Mất bóng rồi, Lộc number 10. Kim Messi, dứt điểm, vào. Một cú dứt điểm, trúng hậu vệ, băng vào lưới. Một bàn thắng nữa của Kim Messi. Chết 97. Rất khéo léo. Kim Messi. Lộc number 10. Sau một lúc thi đấu thì mình ra sân nghỉ và có hỏi thăm tình hình đôi vai của Chris Phan. Nói chung là Chris có một chút vấn đề ở khớp vai nhưng tình hình đã ổn. Hai anh em trò chuyện khá lâu về chấn thương này, xong rồi mới vào sân đá tiếp hiệp thứ hai. Hôm nay mình chỉ đi quay một video clip nhỏ để cho anh em xem thôi. Hẹn dịp sau mình sẽ làm một clip dài hơn cùng với mấy anh em đội Chris Devil Gamer nhé. Vậy thì đã xong trận đấu, giờ thì hai anh em đang ngồi cà phê tí xíu để tâm tình. Hôm nay anh em có hẹn đá banh với lại Chris Phan. Hai anh em đá với lại đội Chris cũng 3-4 trận rồi. Hôm nay mới lần đầu tiên làm clip đá chứ. Đó. Dạ. Thấy Chris đá tốt. Thể trạng của Chris thì có thể nói là do Chris là một streamer, không phải là một cầu thủ chuyên nghiệp mà là một mũi, một cầu thủ mũi. Cơ bản thì so với một streamer thì mình đánh giá là cái thực của Rich rất là tốt. Mình như Messi thôi, mình thấy Rich có một cái chân phải cũng rất là tốt, xuất xa rất là tốt, kỹ năng khá là khéo léo. Với phần Rich thì cái vai á, ít đá tranh chấp khó. Tranh chấp, Rich không dám tranh chấp. Đúng rồi, chỉ vậy thôi. Cũng có một nhân vật bất ngờ là hôm nay có Jet đá, Jet 97 đá chung đó, anh em vô tình đá chung thôi chứ cũng không có nghĩ là được đá với Jet như vậy. Một trận thi đấu cũng khá là thú vị, vui vẻ và nhiều bàn thắng đẹp. Jet đá hay lắm, hay cực kỳ luôn, mình đá chung mình hết hồn. Nếu mà so với ca sĩ hiện giờ thì theo mình chắc chắc là đá tốt nhất. Dạ, tuyệt vời, một nhân vật gọi là tài năng. Nói chung vô tình đá chung với Jack và Rich trong một trận banh lấy mồ hôi thôi, vô tình thôi. Vô tình có một cái link cho banh với Jack. Hai anh em vui quá ra đây ngồi tâm sự thôi, chứ còn cảm thấy rất là tuyệt vời khi được đá với Rich Phan và Jack như vậy. Rồi, bây giờ TV Time và Kim Messi, xin chào và hẹn gặp lại.